Vâng, Bây xin giờ chào tất cả quý vị và các bạn đang xem TV nhá. Hôm nay là ba anh em chúng tôi đi kiếm ăn. Khổ quá các bạn ạ. Xin giới thiệu với anh em là cái anh đi trước là A Pử, có tên nick, có kênh YouTube là A Pử TV. Còn cái thằng này là cái thằng cu này là nó có biệt danh là Ngáo Bẩn. Ngáo Bẩn nhá các bạn nhá, không phải là Ngáo Vẩn. Và tương lai của nó là ước mơ của nó là nó muốn đi làm diễn viên JAB của bọn Nhật Bản ấy các bạn ạ. Hôm nay là chúng tôi đi ăn đêm. Luôn là đi kiếm ăn đêm. Kiếm ăn đêm. Đi soi ếch bùi nhá các bạn nhá. Đường khó quá. Ôi. Lên dốc trèo đèo trèo núi mệt quá, có thể gọi là bái lái luôn các bạn ạ. Ôi trời ơi, đây rồi, có búng nước rồi, chắc chắn sẽ có ếch. Nhưng mà ở đây là chưa thấy con ếch nào luôn. Sáng bên kia sao đây, sáng đường này thôi, vì lồn đường à, vì lồn đường thôi. Ôi trời ơi, đi kiểu gì đây? Ôi trời ơi, và bây giờ đường đi là khá là bớt bả nhá các bác nhá. Không có lường để đi rồi, ôi trời ơi, cây gai mèo nhiều quá. Nó chắn hết đường đi rồi. Rồi thanh niên này yếu thế, chém mạnh lên đi. Chạm lấy nhá thôi nhá. Khỏe vào. Ai lồn nhồn thế, ai đi chui được cái cây gai đấy. Mày nhỏ mày chui được, to như anh chui sao được. Cây gai mèo này là nó ghê vãi lồn lắm đấy. Không dễ đi đâu. Đưa hết cho anh chém rồi. Chém mạnh lên đi. Ôi giời, thanh niên này yếu thế. Bãi lồn nhộn thật, chào chào cái gì. Yếu rồi còn thích đi chào à, thích oai à. Đây. Có cả máu ra luôn. Bà sau một hồi chặt chém khá là bớt bà, anh em chúng tôi cũng sẽ qua được chỗ này nhá, các bạn nhá. Các bạn không chém được nữa thì chúng tôi sẽ chui. Ôi dồi ôi, vãi đồn nhồn thế, chui à. Chui mà. Ôi dồi ôi, toàn gai mèo thôi. Toàn gai với gai thế này chui kiểu gì đây. Ôi dồi ôi, thế này thì chết tôi rồi. Bộ môn bò trườn của các chú học thời quân sự đâu rồi. Ôi rồi ôi, học thời đấy nó khác chứ. Đừng kéo tôi, bạn ơi, bỏ ra. Đi kiểu gì bây giờ đây? Ôi rồi ôi, đường đi là khá là vất vả. Chết rồi, toàn phải lăn đi bò trườn thôi. Các bạn ơi, mà chưa bắt được con ếch bùi nào cả. Đâu rồi Ngáo Bẩn ơi, bắt được con nào không, cho đưa lem ra đây cho khán giả nhìn đi. Đâu nào? Đâu rồi? Đây con to đây. Đây à? À đây nhá, các bạn nhá, ếch bùi đây nhá. Đây, xem đây này. Con này mà đi nướng ăn là ngon lắm đấy nhá. Kìa kìa. Cái thằng cu Ngáo Bẩn cũng bắt được một con rồi. Liên tục tập chiến công. Các bạn đã liên tục tập chiến công nhá. Thấy chưa, thấy nó chưa? Hai anh em đang mò ếch nha các bạn nha. Thấy chưa Ngáo Bẩn ơi? Mày phải tìm cho được nhá, mày mà tìm không được nó là tao giết mày đấy nhá. Không phải tay đâu.
Đây 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 đây, có rồi, bắt đi. Kia 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 kia. Đấy. Lại con nhá. Đâu 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 đâu. À, ui trời ơi, con kia là hơi bị to đấy nhá. Mày bắt cho cẩn thận nhá, mày mà không bắt được là giết mày luôn đấy. Ok mà. Ok chưa? Đâu 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 đâu, cho khán giả cùng xem với nào. Anh vui đây các bạn nhá. Đây, ngon 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 ngon, lại có ăn rồi. Kìa con to kìa. À lại có con to à? Ui giời ơi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Có một con này. Ui con to nhiều thế. Đây rồi. Đấy. Hai tay hai shot luôn. Ngon chưa? Cái gì đây? Kìa 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 kìa. Đây, đây. Con kia là mấy con nhỏ thôi. Nó nhảy mới à? Con bên kia to hơn. Cái to đấy ạ. Bây giờ chạy khỏi đi. Ôi dồi ôi. Địt má. Mỗi tay một con rồi à? Lấy sùng mất à? Sùng mất con rồi. Ôi chán thế. Cắp suốt nha. Thằng nào để sùng mất cắp suốt thằng đấy nha. Thật sự làm sùng thôi. Ôi dồi. Đấy em cầm hai con mà. Cắp suốt đi tặng cho hai chén rượu. X này mà có rượu á, ngon lắm đấy nhỉ. Con bằng này là thôi nhá các bạn nhá. Đây. Đấy, tí nữa mà đi băm ra quán trà lá lốt vào xong là nhắm rượu á, ngon lắm. Chưa, anh em chưa kịp phê là nó hết lếm ngay, kiến trời kiến lớt ngay, kiến thời gian ngay. Cứ gọi là phải lộn luôn. Phải lộn luôn. Đúng rồi. Mẹ cứ gặp búng nào cũng nhiều thế này, có khi đây lầy rọ thế nhỉ. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Hơi khó lên đấy nha. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, chán thanh niên thế, lại sùng à. Cắt suốt. Ôi dồi ôi. Con nọc nọc hơi bị nhiều nhá. Đi theo con khe này là hơi vất vả. Vất vả kết quả được là một giỏ ếch. Sau khi bắt được mấy con ếch bùi kia, cảm giác thế nào? Ngã vườn ơi, phát biểu cảm tưởng đi. Rất là phê chú ạ. Quay má nông tận chứ mục đâu. Đấy, lại sau có ăn nha. Sau khi bắt được con này, cảm giác của tôi rất là sung sướng. Rồi, rất là phê, êm ái luôn. Anh em lại liên tục đập chén cung nha. Tối nay là anh em là nhất định phải bét tre nhè rồi, không say không say không, không say không được ngủ nhá. Khi nào say thì trèo lên mâm cơm mà ngủ nhá. Ok. Cái này lên chuẩn bị rồi. Ui dồi ôi. Hết đường rồi, khó lên đấy nhè. Bãi đồn nhồn đấy, cái này nè. Đây đây có dây dựa đây. À. Có thật sự luôn. Trèo lên. Ui dồi. Có dây bám để trèo lên à. Đừng có dại mà kéo nó nhé, mày lên tạch nó ngay. Ồ, thế cho tôi đến kiểu nào bây giờ còn cầm cái máy quay video này nữa. Ok, đến tốt, anh em cứ lên đi. Cái xe kia làm gì có chìa khóa đâu, xe tăng kia nè. Quay bằng tay đấy thôi mà. Làm bằng chân. Lại có à? Đấy, lại có ăn nhá. Từ từ đi. Bước vào. Từ từ nhẹ bắt nhá, lời lời khán giả cùng xem với nhá. Hai con này hai tay. Hai tay hai con chứ. Thằng ngu ấy. Đây này. Ôi giời ơi, con to đấy. Ôi giời ơi, ngon thế. Đây này. Đấy, ngon đấy. Từ từ, là có ăn nhà gái nhá. Này có ăn rồi. Đưa đây đây nào. Đã chảy mất một con à. Kia kia đây này đằng sau này đây này đây này đây này. Bắt đấy. Ô chảy mất à. Đâu ta.
Chị đâu người ta? Anh đâu cùng. Ôi mà tùng. À và bây giờ Ngáo Vẩn lại bắt được thêm một con nha các bạn nha. Các bạn nha. Đấy, lại có ăn đấy. Tạm xịt tủ đi không còn vô nhau. Thế đi đợi mò à. Mò đi. Ồ, mò thôi. Thế tay đây nào. Một con bằng này, một con bằng. Bắt hết. Này. Đừng để cho thoát con nào nha, bắt hết nha. Bắt nha. Mò đi. Hay là mình lấy chai thuốc sôi đổ vào ngoánh cho nó. Sao anh con ngu thế, như thế thì ăn kiểu gì? Thích chết à, thích chết sớm mà. Và bây giờ là cái thằng Ngáo Bẩn này là mày ở đây mò nha, khi nào được thì mày mới đi nha, không được mày mà đi bỏ đi á, lập chết mày luôn đấy nha. Thôi lên trên kia đi. Ở đây là bỏ qua đi. Để cho nó to rồi mới đi bắt sau đi. Quá kiều, nó to quá kiều. Nó còn nhỏ, chưa có ăn. Chíp phố kiều. Hết rồi đấy, thế thôi. Lên được nữa không? Lên được, lên hết. Lên hết à? Ừ. Vẫn còn mà. À, thế thì lên thôi. Ồ, thế à, thế thì cứ đi nối đi thôi nhỉ. Cứ nối lên tợt đường bên kia thôi. Trên kia thôi. Ok. Ôi giời ơi. Vừa kiếm ăn vừa tác nghiệp thế này hơi vất vả các bạn ạ. Khá là vất vả đấy. Ôi giời ơi. Không đùa đâu. Mệt thật sự đấy. Mệt thật sự. Lên núi lên rừng này vất vả lắm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ô. Cây này này, cây chuối gói bánh chưng nữa này. Cái tàu chinh kìa. Ôi đi nói đi là có nhiều cây nhiều cối, có nhiều cái nên ăn đắm. Thật á? Cái này nè. Thật á? Thật chứ, tao lùa mẹ cái thằng này. Ờ, cứ đi. Ai phải của đi về ăn. Cái thằng con ngu này. Mày ăn gì sao mày ngu thế? Nguyên liệu làm món cơm bon đây này. À, cái cơm bon đây. Ôi trời ơi. Càng đi. Đi nối đi là cứ chui vào rừng vào gai thôi các bác ơi. Vất vả lắm. Ôi trời ơi, gai mèo tiếp rồi. Ôi trời ơi. Một búng nước trên kia kìa. Đấy, anh giữ từ từ nhá. Đúng rồi. Đấy, lại tới búng nước nhá, lại có ăn nhá anh em nhá. Đây, và hai thanh niên đang xông vào búng nước để tóm cổ mẹ em ếch bùi ra nhá. Anh dự lang đợi chuyến lộc công hai con em ếch bùi rồi nhá. Đâu. Tiếp tục tập chiến công. Đấy, lại có ăn nhá. Lại hết. Hình như không còn búng nước làm sao. Ôi dồi ôi. Đi thật đi nói mới gặp một búng. Nó lại hết sạch rồi, thế này thì chết rồi. Ôi trời ơi. Mày thích chạy à? Em. Ôi trời ơi, đây ếch bùi nha các bạn nhá. Ừ. Thôi, đừng câu giờ nữa. Bắt đi. Ừ. Khả năng là từ đây lên là có ăn rồi đấy nhỉ. Đúng rồi. Không cần bẻ nhiều đâu. Là nó có nhiều hơn đấy nhỉ. Bẻ nhiều nó nát hết không ngon. Đấy, đây này. Được khá là nhiều rồi nhá các bạn nhá. Được tầm 1 kg gì đó. Con đường này là nó khá là khó đi. Chắc là phải tắt máy quay video đi trước thôi.